còn nhiều hơn. Trên thực tế là bốn máy á, thì chúng ta kích vào điểm đầu tiên và chúng ta nhìn cái hình cái này này, hình cái mic mic cái nhạc này, chúng ta kích vào nó đó. Xin nói các bạn như thế này là do loa vừa để các bạn mình trình quay video này, để quay nó vừa các bạn vừa nghe chuẩn á, thì là mình phải chỉnh là con mức volume là có 46 thôi. Còn nếu mà để 100 á, thì nó rè lắm. Nhưng mà mình cái này có một bất lợi là mình nghe không rõ, nghe cái audio nó tiếng tiếng nó không rõ. Mình có up nhưng mà đa số nhiều người làm có up mà up up tai vào cái bàn tính cho là có khi là nghe không rõ, thì có khi nếu mà sai thì thông cảm chút. Thì chúng ta bắt đầu thì tích vào cái ô này á, thì nó sẽ canh ra từng từng chữ mà hát. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta cách bấm vô cách nghe. Giờ chúng ta sẽ canh từng cái cho nó đúng ô nó. Giờ này. Đây lên này. Rồi này. Quát này. Của trái úp úp tay vào rồi. Cái này mà những bạn nào mà giỏi tiếng Anh một chút thì đương nhiên là cái này là đơn giản thôi, nghe tiếng Anh quá đơn giản thôi. Và chúng ta để ý là những cái dàn mà đỏ đỏ như thế này, lấp lánh như này, thấy cái màu á, đó là gì hè, đó là giống như cái đường sóng rồi. Giống như chỉ là những cái đoạn mà giống như ca sĩ mà hát là nó nạt nó cao á, thì nó hiện ra như thế đó. Mình chỉ nhìn vào đây mình có thể đoán được, mình làm đây mình thấy canh. Ra có chuyện rồi, thế là vừa làm vừa lưu này. Chúng ta đã canh xong canh xong bài hát này. Các bạn có để ý nè, mỗi lần mình canh á, canh sang bấm tích này thì cái này nó ký tự đây, nó có hình sao sao này rất là lạ đúng không.
đây là do máy mình cài có khó, có khi là nó bị như thế này này, các bạn thấy cái ô nhỏ như thế này thôi, chứ bình thường là có khi nó hiện ra dấu sao á, mấy Win XP hay là Win 7, Win 8 gì đó. Nhưng mà nói chung á là cái đó là không phải lỗi, là cái đó là cái mã hóa ký hiệu đặc biệt của nó thôi, chứ không không phải là cái gì quá nghiên cứu. Nói chung là cái nó để chạy được thôi. Chúng ta có thể mở ra coi nãy giờ mình đã xích ra sao, vậy là đã coi thử nãy giờ mình đã canh đúng hay không. Bằng cái này nó mình là tạo ra màn hình ảo thì nó rất là nhạy. Rồi thấy rồi, mình chỉ xếp được bốn bốn cao mấy. Còn rồi chúng ta lưu là và chúng ta làm sẽ làm cho hết những cái bài 26 dòng như thế này nha. Và những bây giờ những dòng này mình không cần thiết, mình xóa nha, mình chỉ để bốn dòng như thế này thôi. Rồi các bạn vào YouTube và chúng ta coi lại cái video này, chúng ta sẽ để ý một chút nữa. Nhớ để ý nhìn chữ cho rõ ràng, mở to ra. Video này mình làm cách đây cũng khoảng gần một năm rồi. Rồi chúng ta để ý này một chút nè, thì cái đoạn tiếng Anh này nó sang tiếng Anh nó thì nó có đoạn cái chữ này bằng nhìn chữ Valen này, me đây này. Madden này thấy chưa? Có nghĩa là một chữ đây á, thì nó sẽ chia ra hai hai cái là cái me và chữ đinh này này, thì nó chia ra thì trong ai sub này bằng nhìn vào chữ Madden của mình đây này, thì nó sẽ không nó không có nó khi nó chạy chữ Madden nó khi me và chữ đinh nó ra một chữ luôn. Giờ đó Madden nó tự ra một cái luôn. Giờ là mình phải làm sao mà cho tách cái đó vừa chia ra chữ me là một chữ, chữ đinh là một chữ. Thì cái này thì các bạn nhìn này, các bạn bật tắt này, bật tắt chế độ karaoke, thì các bạn nhìn bạn Valin này, chúng ta sẽ chia ra hai chữ, một chữ là và a là và chữ là ai, và chúng ta muốn cắt nó chúng ta rê chuột vào chỗ đoạn muốn cắt, thì chúng ta khi mà rê chuột thì chúng ta thấy có cái hình đường thẳng, đường line, đường thẳng thì nó đi theo con chỏ chuột mới không, chúng ta kích kích vào nó là anh tự cắt lúc đó đó nó tự này, cái đinh này, cái lên này thấy chưa, nó tự cắt hết. Còn surgery nữa, surgery mình cũng muốn cắt á thì mình kích vào nó, nhưng mà từ từ á, mình làm khi muốn cắt cái gì là mình bấm vào nó là tự cắt. Còn bây giờ mình mở thử bao nhiêu cách để coi nó có đúng nghe đúng đúng đoạn không. Đó thì nó đã cách đúng đoạn rồi, ok được rồi. Đến cái đoạn thứ hai cứ vào đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta cắt tiếp, cứ vào đây cắt. Một
phần mà để mình biết nhận biết được chữ đó. Vì sao mà chữ sơ mà anh đánh đó, còn chữ ring là nó khá là các bạn nhìn vào cái nghe khảo âm đó, với cái đoạn cái sóng gập gành như thế này, cái đoạn mà một xanh xanh đó, thì giống như đến cái chỗ này chữ ring thì nó có dòm như thế này nè, còn đến cái đoạn này thì nó thấy đi xuống chút, chúng ta bấm vào cảm tính thôi, nó bấm tích vào này thì cái quay cái đàn nó sẽ chia ra hai cái này, tích vào này đó giờ tích là hay nó có ô vuông do cái mình cài nó bị ô vuông nhỏ nhỏ đó, nhưng có khi cái bệnh bạo nó bự hơn. Thì tiếp tục như vậy chứ in may này, may và stream nữa, các bạn cũng cắt cắt như vậy. Thì một lưu ý khi mà cắt đó thì sao em thì khi mà cắt này thì các bạn đừng có nên là cái mình cắt cho có lệ rồi cắt rồi bấm tích ra này, dù đúng đi chăng nữa thì các bạn có bấm vào đoạn ở giữa này, chúng ta rê một đi đao đó, đi đao nói chung mà đi ra khỏi khỏi trục một chút, nhưng mà qua lại điểm ban đầu, nếu mà dơ giống thì qua lại điểm ban đầu, thì rồi sau chúng ta cứ bấm tích chọn. À, vì sao nếu mà các bạn bấm đó thì nó chắc có khi hồi kia mình cũng bị mà mình tích vào đó mà nó không cắt ra, mà cái đó là chắc là do nó nghĩ là mình bấm nhầm á, có một số máy như vậy. À, thì chúng ta cứ làm cho kéo qua để kéo lại một chút để cho nó thì biểu hiện là nó lại nguy hiểm xíu mà. À, chúng ta bấm cách vậy cho mình nghe. Nhưng mà cái này nó cùng âm nhưng mà cũng có string của mày mình cũng cắt. Rồi, tiếp vào. Nói chung là hai đoạn còn lại cũng làm y chang. Thôi làm luôn đi. Nghe đinh của mày. Nghe đinh. This bay. Đi bay kệ cha nó. Chúng ta nghe bấm vào này nó kéo giãn nó bự ra. Rồi vậy là sao chúng ta coi lại thành quả như cái chỗ đây mình đi display mình cắt nhầm rồi đó thì ta. Rồi à, mình có một mẹo nữa là khi ví dụ như hồi nãy á chúng ta mở lại nó từ bắt à, hồi nãy chúng ta lỡ mà chúng ta có thiếu á, mình nghe nhạc mà mình có thiếu một cái đoạn nào đó mà bây giờ mình muốn thêm vào ai sắp thì bây giờ muốn làm sao, vậy thì mình phải làm sao mà để ví dụ đoạn mà chu him này mình muốn thêm vào she would say thêm một đoạn nữa phía dưới thì bây giờ mình phải làm sao. Thì cách đơn giản nhất thì chúng ta ví dụ như cái đoạn này đoạn cuối cùng của bài hát rồi thì chúng ta bấm mute này, tắt cái này đi, bấm mute này, cắm cái đoạn này bấm mute đoạn cuối cùng mình muốn thêm đoạn nào đó thì thôi, bây giờ mình ví dụ nha, mình muốn có cái đoạn này nha, si của say muốn ra làm sao mà chờ ở trên này thì có nghĩa mình vào này copy và chúng ta bắt đầu chúng ta bấm Ctrl V thì chữ si của say này á nó sẽ ở trên đầu của chữ cái dòng mình vừa chọn để mình bấm Ctrl V đó, chúng ta sẽ chừng sau mà nếu mà nhầm thì chúng ta sẽ bấm nó, còn cái đây mà không có mình thêm mà cái đoạn mà si của say nè ở dưới mà cái chữ này mà chúng ta không thấy, ủa nó không, nếu mà chúng ta dán thì nó dán dán này dán thì ở trên đây mắc mẹ mất rồi,
giờ làm sao mà cho nó ở dưới này, thì chúng ta bấm delete nha, bấm delete vào đây, nó sẽ tạo ra một cái đoạn khoảng trống mới đó. Chúng ta bấm Ctrl V đó, được chưa? Rồi chúng ta sẽ canh đoạn một canh tuần đoạn cho nó thôi đó. Và bây giờ chúng ta bấm vào phía dưới này nữa, dấu tích, mỗi mẫu dấu tích là một nó hiện ra một cái dòng trống đó. Vì do cái này là có dòng trống ở dưới rồi, bây giờ mình muốn ghi gì dưới, mình có thể tạo ghi chữ sub trực tiếp vào trên trên đây luôn á, copy này. Chúng ta không phải copy vào đây, chúng ta dán đơn thuần vào đây, nó cũng sẽ thể hiện ở chỗ đó. Nhưng mà các bạn có một cái lưu ý nè, thì khi mà dán như vậy á, thì nó sẽ an hưởng, sẽ cộng hưởng cái trang, thì nó sẽ không đúng. Thì chúng ta nói chung là chúng ta cốt chỗ nào thì chúng ta cứ bát vào cái này, bạn chúng ta khi bát rồi một đoạn thẳng biên thẳng ở dưới. Nhưng bây giờ á, mình có một mẹo nha, một mẹo giống như là mình đang sắp đi rồi, để suy nghĩ nha. Ý là có ý tưởng nói rồi nhưng mà không biết nói ra sao cho các bạn hiểu. Ví dụ như mình cái đoạn này đến đoạn này đi, hồi nãy đoạn này mình sắp đóng đúng rồi, sắp bóng đoạn này mình đóng đúng rồi, qua này đó. Bây giờ mình bây giờ mình muốn xích cái đoạn mà đang cho đúng đúng chuẩn luôn á, không có bị lệch không gì kia mà gắn liền với đoạn này, thì chúng ta kích vào điểm này, chúng ta chọn cái mà cái đoạn mình xích chuẩn nhất, chuẩn ở trên nó nhất, trên nó bấm một cái vô tích này đó. Thì khi mà tích vào này, nó sẽ đừng có nhìn vào này, nó sẽ tự động nó hiển thị cái cây mà bên bằng những cái cây bên màu đỏ đây là về hướng này, có nghĩa là bên bắt đầu của câu hát này. Còn cái điểm mà từ đai điểm qua, các bạn cũng thấy một cái dấu hình vuông, cái cây hình vuông ngược lại đó là cái điểm cuối cùng của cái đai. Chúng ta nghe và chúng ta sửa đinh nhỏ lại nha. Bấm vô tích, khi mà bấm một chút tích vào á, thì cái đai nó sẽ tự chuyển, nó sẽ tự tự thay đổi, rất là cái đai nó ở phương một phút máy này sẽ tự thay đổi cái một phút ba, phải không? Bấm vào đây, bấm vô tích vào đây thì sẽ lại xác nhận là điểm cuối cùng đây là một phút 05:06:08, thì chúng ta tích vào đây thì nó sẽ tự chuyển cái điểm bắt đầu này là một phút 05:06:09, chắc 69 hay 68 vậy, không rõ. Nhưng mà cái đai thì nó chưa hiện đâu, nhưng mà nó sẽ hiện lên như này. Chúng tiếp nữa nè, nó chưa hiện này, nhưng mà chúng ta nói chung là chắc nhầm rồi. Chúng ta có thể thấy được cái điểm mà kế cận này, kế cận của cái điểm này, cho nên cái nguồn dấu mờ chúng ta kích vào đây thôi, cái trục trái vào đây, cái trục trái vào đây, cái phải vào đây, và cái trục trái này chúng ta ngay tiếp. Còn nếu mà các bạn không muốn mà rê cái con này đi á, thì chúng ta bấm cái con lăn á, con lăn trên con chuột á, con lăn là cái con lăn nè, thì nó sẽ tự chuyển động, nó sẽ tự chuyển động. Ok nha, xong hết rồi, chúng ta chỉ cần bấm vào đây sửa từng cao thôi. Đó là thêm mấy câu thiếu. Còn khi mà chúng ta đang làm giống như đang làm câu này,
đang là con này mà cái con này bị vừa bấm bị lỗi.